quá trời chôm chôm luôn, trời ơi. Xử hết đi, xử hết đi. Xử hết luôn bác mơ ơi. Xử hết chôm chôm nhà ngoài luôn, đúng rồi. Rồi bỏ vô giỏ đi con. Đây, bỏ vô giỏ đây nào. Đúng rồi. Nhặt hết bỏ vô giỏ đi con. Quá trời luôn. Đấy. Đó, bây giờ quay cảnh chôm chôm rớt. Chết sao? Vậy đi. Wow. Nhặt hết vô con. Leo lên. Rồi bữa nay thử thách tàn sát chôm chôm nhà ông ngoại nha. Tàn sát luôn. Thấy không, thấy không, chú Tâm lên này thấy không? Rồi đứng không thôi. Rồi quay bên đây chú Tâm, bẻ bên này nè. Quay bên này nè, nè nhóc nè. Ủa, cái này không được là giật trúng nhà của bác Phong à. Ờ, gân nguyên một chùm luôn kìa. Chùm luôn. Wow, wow, wow. Đâu, tí nữa này nhặt. Nè, một đống luôn nè. Nhặt luôn, thấy tao nói tàn sát, nhìn thấy không? Vậy nó gọi là bẻ thôi, đẩy. Biết chưa? Ơi. Vậy mới gọi là bẻ thôi không? À, vậy hả? Thôi chị nó đặt bên cái đống ông mặt cũng chẳng có đó. Một đống luôn nè. Gớt lên đầu nè. Gớt lên đầu, tí nữa này nha. Gớt lên đầu nè. Xuông. Sao nó không xuông? Không xuông thì đi nguyên nhánh luôn. Đi nguyên một nhánh luôn. Ghê chưa? Tàn phát mà. Tàn bao cái cây quá. Rớt vào đầu. Tí rồi nha. Con cứ đứng ở đây tí nữa này nha. Chú Tâm bẻ mà. Trời ơi, luôn cả canh nha các bạn. Trời ơi, hay ghê chưa? Cứ đứng đi mà đấy tí nữa rồi nha. Không xuống cũng phải xuống nữa. Xuống, xuống. 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 Bé không phải không sót luôn, rất nguyên nhánh luôn nè. Chứ tiểu bất mà giữ lên chứ chị để nó cũng đâu có tác dụng gì đâu. Hồi đó em về em chắc lấy dao á. Em chặt cái ở chai ông chửi. Cái thời gian sau ông phụ ông kêu em về phụ tỉa nghĩ đi. Mà ồ mà đó tôi gặp tôi học hỏi tôi biết. Vấn đề là nó cần gặp là nó ra bông ít với không mình phải cho nó. Ở dưới mình dính cái cây của cái Tâm á nha. Chúng cái làm giờ tự làm đi ông giờ ơi. Đứng ra dưới cây chú Tâm nha, chú Tâm giật rồi trúng rồi nha. Bây giờ ăn cái cây của chú Tâm á nha, nguy hiểm lắm nha, sụp là lũng cái đầu á nha. Tâm xin ra rất là đau, xin ra sao đi con. Chú Tâm bẻ mà. Không bẻ đâu gọi là chú Tâm. Đúng là con trai của ta. Chưa là nguyên nhánh này nè, chưa. Chị mà nó còn không chịu chịu xuống nữa đó. Đừng nhanh luôn nè. Để bớt cái nhanh đi. Để nó dài quá. Nó dài quá. Xuống đi. Xuống. Cái khủng khiếp chưa.
Má bà. Nó ra đừng lại cần chúng ta nha. Như nó chạy rồi. Đâu rồi? Quay góc lại cho Tâm cận lại cho Tâm bẻ cho nè đâu rồi? Đó. Đây cái nhà ơi, tự bẻ này nó. Quá giò luôn. Đây mà cái nhà chôm chôm nha, đây. Chôm chôm. Một chôm luôn. Đây, chôm chôm. Rồi. Một chôm. Nãy giật bây giờ là tự bẻ nè. Nè. Rồi. Cô đóng chôm chôm đi nha các bạn. Đóng chôm chôm nha các bạn, đúng rồi, ghê thiệt. Ôi trời, chùm này chùm để đầy luôn. Đây. Tàn bạo cây luôn. Chùm này tàn bạo mà là tàn sát. Một chùm luôn. Lên tiếp. Một chùm luôn các bạn. Cái chùm này to nhất nè mọi người. Ok. Wow, mà cái chùm này to nhất nè. Cái chùm này to nhất nè. Nhiều quá chú ơi. Đây nè. Chùm này to lắm nè mọi người. Cô. Tiếp tục. Ai mà ai không được. Tiếp tục. Nhặt thì được. Ai không được, nhặt được. Nói gì nữa. Kia chứ chưa còn gì đúng. Nó chơi nó sợ tèo cho đấy mà chứ chơi lên nó sẵn tèo. Bao nhiêu ngàn một ký cũng bán ha. Bao nhiêu bốn? 20 ngàn ký đó. Mày vô 20 ngàn ký. 20 ngàn một ký, 20 ngàn một ký. Được không thấy cả nhà ơi? 20 ngàn nào. Không nha mọi người. Bao luôn. Nó sạch. Bao tươi. Vô nhà
Lâm đụng vô là phải nhiều chưa như vậy. Tôm trâu quá trời nhiều. Tôm trâu tôm trâu tôm trâu mời cả nhà chung chơi cả nhà ơi, quá trời luôn. Em giỏ qua đây con trai mang giỏ cho bá luôn. Đúng rồi. Rồi, mới bao không vô. Lên có chút xíu à. Đây giỏ luôn. Gom vô, gom vô. Đi đâu mà đi hiu hiu vậy đâu à? Ông gom vô. À, đây là chủ cây nha. Đây là ông chủ á. Ai mua chú chú. Đây là ông chủ á. Quá trời. Tàn sát chôm chôm nhà ông ngoại luôn. Tàn sát quá vậy nè. Thực tế là bẻ cái này bớt ra ngoài cho nó ra tuột, cái năm sau rồi. Nó ra nhiều biết không, chứ đâu phải nhiều khi mình bẻ thấy sót chứ không phải vậy đâu. Không, mình bẻ đọt cho nó nhiều, nó ra được nhiều đọt mới. Vô rồi. Giống như mình tỉa cành cho nó phát triển nhiều cành vậy đó. Nhiều đọt mới đó. Khủng khiếp, khủng khiếp chưa. Trời ơi. Mơ đi lấy mã. Đây giỏ nó này mọi người ơi. Cái này là giỏ nhỏ thôi, còn có giỏ bự bên kia nữa. Ồ, cái trái nó bự. Đỏ le luôn. Vậy khác, khác nước quá. Ngon. Đúng rồi, cứ cái này là nào ấy. Rồi bể. Vậy đó, ơi. Em canh mấy chùm quả đỏ nè. Đúng rồi mọi người. Có đâu cảm nhận ngon không? Ngon. Sao anh đi, sao anh Hiếu? Ngon không? Dạ có. Ngoại ngon không? Ông ngon không không? Ngon không? Cái ở trên vườn. Ăn tẹt ở vườn. Trời ơi, con trai tôi bồng gỗ luôn. Không gì bằng cái ở vườn. Không mà rổ, con bé của ông nội. Tươi ngon. Nè, nhìn nè. Đây nè, bà chị lấy chị đủ. Nè, nó sẽ chưa nè, đó. Đây. Rồi đeo. Rồi này. Ừ. Xin đổi luôn cho vườn. Biệt vườn quá. Cắt tiền. À đúng rồi đó. Đặc sản cắt tiền đó. Quả cháu nè. Nó ngon cực kỳ luôn á. Từ đâu ai của cháu. Đổ ra làm gì? Ủa cho đổ cái gì mày? Mày cho hốc vô. Quá trời luôn. Chấm chấm mày ơi. Rồi. Ăn. Ăn sao? Con hả? Ờ con. Con nói hả? Con của chú nha. Quá đã. Con ơi. Cắn. Kìa. Một đống luôn. Ăn đi không hết được đâu. Cái này ăn chắc cả năm. Đây. Trời ơi. Nào rồi. Nhiều chứ các bạn. Dạ, 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 dạ. 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 Dạ con trai, con trai chào em cái. Chào các bạn. Chào các bạn. Rồi kết thúc nha chương trình nha. Bạn mang về thôi, tiêu thụ. Lên xe. Quay xe. Chào tất cả các bạn nha. Rồi có cây mía nữa nè. Mới lấy xe là cây mía đó. Đây chị Cún. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nó có bắp đâu. Nó không kìa. Nó là Kitty đẹp không? Đẹp hay đâu Kitty? Ờ, giấc mơ kìa. Không rồi, không rồi.